Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại siêu nồm ha. Mình vừa băng qua một cái vùng sa mạc để tới cái khu rừng nhiệt đới này. Hôm nay thì mình mới trở lại nè, hôm bữa thì mình có ghé qua một chút để mình lấy cacao nhưng mà mình dùng hết rồi. Bây giờ đang thiếu nên mình sẽ lại đây để mình hái thêm những cái trái cacao mang về để sử dụng ha. Ở đây có rất là nhiều nè, nó chín thì mình chỉ cần lại mình thu hoạch thôi. Những cái trái mà nó còn vàng vàng như vậy là nó còn sống á nha, mình thu hoạch không được đâu, không có nhiều đâu. Mấy cái trái này mà nó cam cam nâu nâu nè, đó thu hoạch sẽ được rất là nhiều luôn ha. Ủa, và ví dụ mình cầm cúp gia tài thì mình thu hoạch nó có nhiều hơn hay không? 10. Ồ, nó cũng vậy, nó cũng ra 3. Còn cái này thu hoạch đó, nó chỉ ra ít hơn một xíu thôi ha. Ủa, đây là con gì? À, cái con này là con cưa cây nè. Chuẩn bị nha, một hồi nó ẹ là nó đốn cái cây đó. Nhưng mà như cái cây đây nó bự quá nên nó đốn không nổi sao ấy chứ. Chứ bình thường mà gặp mấy cây gỗ sồi nhỏ nhỏ là nó đốn được hết đó. Cái con này bé thôi mà nó có vỏ lắm nha, nhỏ mà có vỏ đó. Rồi ở đây còn một chút nè, mình lượm thêm đi. Rồi mà hên là khủng long ở trong cái cánh rừng này cũng khá là thân thiện luôn. Nè, mình đứng cạnh kế bên nè, mà không có hút mình ha. Được thì sợ luôn, khủng long ba sừng nè. Không biết khủng long ba sừng có ăn táo không? Không có ăn táo. Mình không có thịt. Thôi kệ đi, chắc đâu có thu phục được khủng long rồi. Thôi, bây giờ sau khi mình đã... Ơi, cái kim tự tháp này thì mình đã khám phá rồi ha. Nhìn kỹ là nó sẽ có cái lỗ dưới chắc luôn nè. Đó, thấy chưa? Dấu vết của mình từng đi qua dễ biết lắm. Nhìn thấy cái lỗ là hiểu rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ trở về nhà thôi. Nói chung thì cái cánh rừng nhiệt đới đó thì nó cũng khá là gần nhà mình ha. Nó cách vài trăm ô nè. Mặc giáp Superman thì mình bay mau lắm. Tới chưa? Tới nhà mình chưa? Thấy khúc này là quen quen rồi đó. Đó đó, nè, tới nè. Ui, mà mình bay nhanh quá, nó lót map không có kịp. Rồi, và hôm qua mình có được một cái đầu của con Godzilla đúng không? Và hôm nay, sau khi search vài đường trên Google thì mình đã biết công dụng của cái đầu này rồi. Một xíu thì mình sẽ thực hiện cái công trình này ha. Và hồi nãy mình có dùng số cacao lúc ban đầu mình có để mình làm ra những cái này. Đây, những cái cột nè. Cột này nhìn lúc này thì nó khá là bé ha. Đấy, cái cột có chút xíu 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 ha. Mà công thức của nó thì nó sẽ cần có cacao. Thế nên bây giờ thì mình sẽ đi vô nhà đi làm tiếp ha. Hồi nãy làm hết rồi. Hết giữa chừng. Ui. Ui, đi ra. Ui xây. Ui trời trời ơi. Ender Ripper, đi ra chỗ khác. Ui, lâu lạc trôi con Ender Ripper vậy. Nó tè le khi mà mình nhìn vô nó giống như Enderman vậy đó. Enderman khi mà mình nhìn vô cũng tè le giống vậy á. Rồi. Cái này thì mình phải chế tạo thêm một lần nữa thì mới làm tiếp được. Mình sẽ kết hợp những cái hạt cacao này với titanium ha. Đây, kết hợp nó giống như vậy nè. Để mình tạo thành cái titanium màu nâu ha. Mình sẽ cần có cỡ 6 cái nữa. Rồi, đủ rồi. Cắt vô. Ủa? Đầy hả ta? Chắc mình dùng bớt mấy cái này đi. Cái này của ai đây? Canary. Black Canary với Robin. Ok. Black Canary với Robin. Rồi, dùng trước đây. Xong. Giờ thì mình sẽ hoàn thành nốt cái công thức làm ra những cây cột đó. Mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy nè. Đấy. Hai khối hai bên. Là mình sẽ được cây cột. Mình sẽ làm cỡ... hai cái nữa là đủ 6 cái rồi ha. Có được 6 cái này thì mình cần phải làm thêm công thức của cái phần ở giữa nữa. Cái phần ở giữa thì nó sẽ cần thêm một cái khối đồng nè, titanium black với hai tech electronic. Ok, mấy cái này thì mình có, không sao hết. Ui, đi ra chỗ khác. Hai tech electronic là cần một cái nè. Ui, một cái hay bao nhiêu á? Thôi, mình lấy ra cả đống đi. Khối đồng. Đủ chưa? Đủ rồi đó. Rồi, mình sẽ làm ra cái giữa trước đi ha. Đây, một cái thôi. Một cái duy nhất. Xong, và mình sẽ cần thêm một cái console nữa, kiểu như bảng điều khiển á. Ừ, nó còn thiếu tấm kính. Đây, tấm kính mình có luôn. Vô, làm thêm cái bàn điều khiển nữa. Rồi, vậy là bây giờ mình đã có đầy đủ rồi. Mình chỉ cần kết hợp nó theo công thức hình cái tháp luôn á. Đấy, mình sẽ tạo ra cái vật phẩm tên là Setterdome. Và cái này thì cầm trên tay thì nó bé như vậy thôi đúng không?
Chưa chưa, từ 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 từ, đó là chỉ là đánh lừa thôi. Để mình kiếm chỗ nào trống trống để cho các bạn dễ dàng quan sát và so sánh á. À, mình sẽ đặt ngay đây đi để dễ dàng so sánh với cái cột gần nhà mình ha. Mình sẽ đặt xuống. Bùm. Chuẩn bị. Đó. Coi kìa, nó to chứ kìa. Nó cao gần gần bằng cái cột chỉ thiên mà mình xây để mình test bộ giáp của The Flash luôn rồi đó. Cực kỳ cao nha. Thấy ảo ma chưa? Ảo ma Nobita thiệt á. Rồi, và cái này mình hoàn toàn có thể điều khiển nó, nhưng mà để mình vô trong mình ngủ đi. Tại vì buổi tối mấy con quái nó cà khịa xung quanh chỗ này nhiều quá. Đi ngủ trước đi ha, rồi sáng sớm mình ra ngoài đó. Rồi mình sẽ cho các bạn xem cái bàn điều khiển của nó trông như thế nào. Và mình sẽ sử dụng nó để tiến hành làm ra một cái thứ rất là khủng giống như cái tháp này luôn nè. Đây đây đây, mấy con này đi ra đi nha. Đừng để anh nóng, nóng là anh bật điều hòa đó. Nè, có cái nút nào mình mở lên. Oh, hình như mình phải cho nó có điện hay sao ấy. Giờ chắc phải mượn đồ trong đây đem ra ngoài rồi. Chứ cái này nó bị giới hạn nguồn điện á, mà chỉ làm được một cái này thôi à. Đây, chịu khó đi. Đầu tư luôn, cho lớn luôn, đem nguồn điện ra ngoài luôn. Rồi, đặt nguồn điện cạnh luôn á. Đặt phía sau đi. Cho điện vô, có điện rồi đó. Giờ mở máy cho tôi làm việc coi. Mấy con bò kẹp này. Chắc ta kẹp các ngươi lại quá. Kẹp kẹp người ta hoài. Mệt ghê. Rồi, đó. Có điện thì mình mở lên được rồi nè. Và cái này thì mình sẽ thấy ở những cái ô này đúng không? Nó sẽ có 3 ô. Tương ứng với 3 vật phẩm mình cần cho vào nè. Ở đây là những cái phụ để mình làm ra thêm á. Và nguyên vật liệu ở cái hàng bên phải này thì theo như mình tìm hiểu thì nó sẽ cần có là titanium led nè. Ừ thôi, để mình vô mình chuẩn bị luôn đi cho nó dễ ha. 4 thứ chứ nhiêu. Đi vô nhà chuẩn bị. Đầu tiên thì mình sẽ nhanh quá nhanh quá nhanh quá. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị trước là cái beacon nè. Hôm bữa mình chế tạo rồi. Đây, beacon cỡ luôn nha, sao nè đờ, cần luôn. Ủa cần không ta? Sao nè đờ. À không 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 cần, cần beacon thôi. Rồi à, mình sẽ cần thêm redstone, rất là nhiều redstone luôn nha. Chù choa có vẻ thiếu rồi. Mình cần tới một stack khối redstone lận. Nhắc lại, một stack khối chứ không phải là một stack redstone. Ui no. Gom hết số redstone mình không đủ luôn. Chết không, mình cần thêm tên lửa nữa, rocket nè. Mình sẽ cần nửa stack rocket. Cái nào cần thiết mình sẽ cho vô ba lô đi. Một thứ, hai thứ đủ nè. Sẽ đặt đúng vị trí luôn nha. Rồi, redstone mình đặt vô đây. Titanium led là một stack luôn. Cái này là nó cần một stack không à. Rất là tốn kém luôn á. Công trình quy mô lớn mà. Nên nó tốn khá là nhiều nguyên vật liệu ha. Hai stack thì mình sẽ cần một stack luôn. Rồi bên kia. Bên kia thì nó sẽ cần có một xíu cái bên kia tính sao đi. Giờ trước mắt là mình sẽ cần gì? Redstone nè. Rồi titanium led. Mình còn titanium không? Ồ đây đây còn, may quá. Làm thêm làm thêm. Mình làm thêm được 10 cái nữa là 24 à. Ghê rồi, phải đào. Bây giờ mình sẽ xuống cái đường đào của mình á, mình đào thứ nhất là redstone, thứ hai là titanium á, đó là hai thứ mình cần nhất trong giai đoạn hiện tại. Đi, có rất là nhiều cái giấc mơ của người đào mỏ mà, không sợ thiếu đâu. Còn cái vụ redstone thì mau lắm. Bởi vì mình có cúp gia tài nam lận nên không có sợ ha, thiếu redstone đâu. Rồi cái đường đào mình đâu ta? Chết không, cái chỗ đào mình đâu mất tiêu trời. Hình như nó che luôn. Ồ đây 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 đây. Nó to quá, nó che luôn cái dấu vết để mình đi xuống dưới rồi. Suýt nữa thì lạc mất rồi thấy không. Rồi đi xuống dưới để cùng nhau khai thác nào. Hôm bữa mình có mở qua bên đây một xíu. Mình chưa có kịp đào. Đây 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 đây. Titanium đây. Ủa cái này là platinum hả? Không, mình cần titanium. Đây này này, cái này. Titanium chính xác là cái này. Rồi, và redstone là đâu ta? Cái này là sắt sắt đỏ không phải. Tới hồi thiệt luôn, tới hồi phải thấy không? Mình cần mình cần thì không thấy cái redstone đâu hết á, mà hôm bữa mình không cần thì nó cho mình cả đống luôn. Wow thiệt. Chả hiểu kiểu gì. Đây nè, nó đây nè. A few moments later.
Có một điều bất ngờ, hình như cái này là kim cương đỏ. Trời đất ơi, sau rất là nhiều lần sử dụng Minor Cream, giấc mơ người nào mỏ thì mình cũng tìm thấy kim cương đỏ rồi. Mà hên là nó có áp dụng dòng gia tài được nha. Trời ơi, đạo đâu đã, cái tài gì đâu á. Quá đã luôn. Rồi mình sẽ đào nốt cái số Titanium ở đây rồi chắc mình đi lên á. Nãy giờ mình đào cũng được kha khá rồi. Không biết nhiêu đây làm đủ không nữa. 10 18 28 28 dư 6 10 là 4 52 hả? Mới 52 hả? Chưa đủ nữa. Vậy là phải mình phải đào thêm một chút Titanium nữa rồi. Hơi thiếu Titanium á. Đây, đào thêm một chập nữa mình nghĩ là sẽ đủ á. Không có Titanium, đây, có thêm Titanium nè. Rồi để mình đào xong cho đủ đi rồi mình sẽ đi lên á. Redstone mình gần đủ rồi, còn một xíu nữa thôi. Trong lúc chờ đợi mà nó nấu những cái Titanium á thì mình sẽ đi nén những cái Redstone này trước ha. Đây, mình sẽ làm thiệt là nhiều luôn, nhiều nhất có thể luôn. Một stack, ui vừa đủ luôn hả? No. Đào một lần dùng. Ờ mà tính ra cũng không dùng được lâu đâu. Cũng như lúc nãy đó, lúc nãy mình tưởng là như đó dư sức ai dạ thiếu tùm lum tài le học me luôn. Chưa liền, lần sau rút kinh nghiệm đào cả đống gì đó để tích trữ luôn. Rồi, mình đã xong được cái phần redstone rồi. Giờ thì mình sẽ làm thêm những cái titanium led ha. 10 cái. 12 cái nữa, tổng cộng là bao nhiêu rồi? Là 36 rồi. Vẫn chưa đủ, mình phải cần thêm rất là nhiều luôn. Nung nãy giờ chưa xong nữa nè. Cái lò nung này nó cụt mía quá. Nung nó khá là chậm ha. Rồi chịu khó một xí đi. Gần xong gần đủ rồi. Đây thì 10 cái nữa, 15 cái luôn. Rồi tổng cộng là 51 rồi. Đấy, bắt đầu nó tiến triển rồi đó. Hôm bữa mình có săn được vài cái con cua á. Mình nấu thịt mà chưa có kịp ăn nè. Hôm nay chắc ăn thịt cua, xây cua. Đổi bữa quá. Cái gì? Thiệt tình luôn, mình để ý mấy cái con này nó gình mò dưới cái nhà mình lâu lắm rồi. Phải dọn hết cái đám này mới được. Chứ tối bữa nào cũng lại gình nhà người ta, ai mà chịu cho nổi. Đó, coi kìa, tập tụ lên nhà mình đó. Nhà mình chứ phải hỗ trợ đâu mình. Ùa lại đây làm kiếm gì? Kiếm ăn đập hay gì? Hả? Kìa, còn vài con gình ở dưới kìa. Gình, diệt trừ hết. Không chừa con nào lại luôn. Ôi chết. Ôi mình lỡ giết vài con dịch rồi. Dịch đồ chơi mình quýnh một phát cũng lăn đồng ra chết luôn. Chắc mua mốt mình nhốt mấy con vịt vô chuồng quá. Chứ để nó lạc trôi gần khúc sông này. Mấy con dùm bài năng thịt hết á. Này thấy chưa. Mấy con này nó yếu mà nó láo lắm nha. Nó hăng cực kỳ luôn. Trời đất ơi, chưa thấy mấy con nào hăng như mấy con này á. Rồi mình quất mấy thứ lặt vặt mà nó rơi ra trước rồi đó. Này đồ mình nó gớt ra nhiều quá lắc luôn rồi nè. Thiệt tình mệt mỏi không yên với nó. Rồi cái này hết than rồi, để mình cho thêm than vô cho nó nung, cho xong luôn. Rồi thu hoạch thôi. Mình còn thiếu cỡ vài cái nữa. Nung gom cho đủ luôn rồi làm một phải. Còn thiếu bao nhiêu á? 51 rồi đúng không? 51. Ai? 59 này. 5 cái cuối cùng. 5 cái cuối cùng tôi không biết có đủ hay không đây. Mình tính trường hao là có dư luôn rồi đó. Theo như nếu mình tính không sai nha. Mình tính cũng dữ lắm á. Nhưng mà hy vọng là không có thiếu thôi. Mất công đi thêm chập nữa. Rồi còn thiếu 2 lần nữa. Tức là 12 cái ingot á. Cái plat Titanium ingot. Đây. Xong. Lần này là đủ á nè. Thêm 2 cái nữa là vừa đủ một stack Titanium Blade rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị ba cái nguyên vật liệu quan trọng nhất. Mà cũng là thứ mà hôm qua mình tìm được luôn. Đó lần lượt là... Đâu rồi ta? Đâu nhờ cái đầu đâu nhờ. Quên cái đầu mình để ngoài. Quên mất cái đầu của con Godzilla mình để ngoài nè. Mình còn để ở bên ngoài. Mình sẽ lấy cái đầu Godzilla ra trước ha. Mấy con dân bay đi chỗ khác nha. Cái đầu mình để ở đâu vậy ta? Chết rồi, bây giờ mình tìm cái đúng cái chỗ mình đập vô nó mới bể được cái đầu. Không là không có bể đâu. Ở đây cái đầu đây. Rồi mình đã có được đầu Godzilla rồi nè. Mình sẽ cần thêm... Ui mấy con này. Không được, làm buổi tối, làm việc buổi tối không được rồi. Nó làm phiền mình quá. Mình phải đi ngủ cho trời sáng trước đi ha.
rồi mình mới ra ngoài và tiến hành cái bước cuối cùng để tạo ra cái mô hình của mình thôi. Mô hình mà mình hằng ấp ủ nè, bằng gờ gel, cần có xương đó. Rồi xong phim. Đây, mình đã có đầy đủ nguyên vật liệu và cách đặt vô đây nó cũng phải đúng nha. Đặt tầm bậy là nó không có được đâu. Kìa quá, trời quái nó lại. Thôi, ui đừng có nổ banh chỗ. Cái gì đây? Đâu ra mấy con Reaper mini vậy? Đừng mà, tha cho tôi. Nhìn mẹ nữa. Ban ngày, ban mặt mà cứ cà khịa người ta hoài. Rồi, này là con này chuẩn bị nó lại mình nè, giết nó. Bây giờ mình sẽ đặt theo đúng công thức ha. Đầu tiên là mình sẽ cho đầu Godzilla vô trước. Để nó chế tạo ra Godzilla ha. Cho xương vào nè. Cho G-Cell vào nè. Ôi, cái gì nướng vậy mấy fan? Cái gì nấu hoài vậy? Mất mệt luôn á nha. Mệt mỏi lắm rồi đó. Rồi đó, bây giờ mình cất có mấy thứ lặt vặt vô trước đi cho nó gọn nhất đi. Quên mất rồi, mình không đem mấy cái này ra sao mà đủ chế tạo. Rồi giờ là đủ rồi nè, mình chỉ đặt vô ha. Godzilla, G-Cell, xương, hai tech electronic đặt ở giữa. Rồi quan trọng nhất là bên đây nè, mình phải đặt đúng vị trí lần lượt là những cái titanium led, đèn hiệu, khói redstone và cuối cùng là rocket ha. Như vậy là đúng cái công thức để tạo ra một cái mô hình được gọi là Mecha Godzilla ha. Mình sẽ ấn build. Ui. Ui. What? Có điện mà. What the hell? Why? Tại sao không được? Really? Ủa đủ mà. Đủ nguyên vật liệu mà. Chết rồi, bị gì rồi? Đây. Cần này nữa. Piu. Piu 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 piu. Piu piu piu. Ủa? Ủa đúng rồi ta. Hay là bây giờ mình thử mình đổi ngược lại coi. Mình đổi ngược, mình cho cái G-Cell này ở giữa. Úp. Đổi ngược lại thì được. Ý. Sống pin rồi 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 rồi. Các bạn đoán xem cái Mecha Godzilla của mình nó sẽ to tới mức nào. Chuẩn bị nha. Mecha Godzilla. Trời trời trời, coi kìa. Coi kìa. Cái này là cái đuôi thôi á. Ui, khủng vậy. Quá khủng khiếp. Mặc giáp Superman vô coi. Nè cái chân nè, cái này mới cái chân thôi nha. Và chuẩn bị. Wow. Ui, ui, ui. Cho mình tăng tầm nhìn lên. Wow, trời đất ơi, nó bự kìa. Cái chân mà nó bự bằng cái nhà mình rồi. What the? Quá khủng luôn, mà lên cao quá kêu như nó không lót nổi sao á. Nè. Ui, lên cao quá nó không lót nổi rồi. Tiếc quá à. Quá trời to luôn. Cái này là cái mô hình phiên bản xịn nha, mình có thể điều khiển được luôn á. Đây đây, để mình vô mình điều khiển cái nha. Đây, ở đây là bàn điều khiển nè. Mình sẽ điều khiển. À hình như mình phải bắt buộc là mình cởi giáp mình ra hay sao á. Theo như mình biết là vậy. Mình thử nha. Đó. Đó đó đó, thấy chưa? Ừ, mình yeah, mình đang bên trong cơ thể của Mecha Godzilla nè. Hơi bị khủng luôn. Mình di chuyển được luôn nha. Nhưng mà khá là chậm chạp luôn. Nè, coi kìa, nhìn có đẹp chưa? Đánh được luôn nè. Mà cao quá, mình không thấy quái dưới luôn á. Kìa kìa, có con. Cái con gà lôi kìa, mình lại gần coi con mình có đánh. Ui trời, lót không kịp. Lót không tới á. Quá trời to rồi, nên di chuyển rất là chậm luôn. Nhưng mà tiếc một điều là những cái kỹ năng của Mecha Godzilla thì mình không thể thực hiện được. Nếu mình muốn thực hiện, mình phải nâng lên cái mod bản quyền á thì mình mới dùng được.
của mình là bản free nên nó chỉ ở mức là ngắm nghía rồi xong rồi di chuyển cho biết thôi, chứ không có dùng mấy kỹ năng được ha. Nó có rất là nhiều kỹ năng luôn, nào là cái đuôi nè, rồi súng nè, rồi canon các thứ, gầm thét các thứ, nhưng mà mình không dùng được. Mình có thể cởi mặt nạ ra không? Ui, ui trời ơi, mình ấn cởi mặt nạ ra phát nó mất luôn rồi. Ôi no, mình phải xây lại một cái con Mecha Godzilla mới thôi. Đã thiệt luôn á. Ôi lộn lộn lộn, cái này mới đúng. Deploy. Đó, mỗi lần mình deploy xong là mình sẽ làm ra một con em Mecha Godzilla to cực đại giống như vậy ha. Nhưng mà mỗi lần mình xuống là mình phải làm lại thì mới có được. Rất là đáng tiếc luôn. Hay, chắc mình phải đi xuống dưới để mình ngắm là thôi. Cái này chỉ là để ngắm thôi nha, giống như lúc đầu mình nói đó, là mô hình thôi. Nên chỉ để ngắm chứ không có mang theo chiến đấu được. Tiếc quá. Ui, nhưng mà Godzilla mô hình thôi mà nó đã to như vậy rồi. Mecha Godzilla mà nó to như vậy thì không biết Godzilla nó có to đến mức này không ta. Các bạn có tò mò về kích thước của con Godzilla có thể tấn công mình ở trong đây nó to tới khi mức nào không? Mình khá là tò mò luôn á. Hay là mình sẽ có một chuyến đi khám phá để đi tìm quả trứng triệu hồi ra cái loài Godzilla cực mạnh này ha. Hợp lý á. Có em Mecha Godzilla làm động lực rồi. Mình đi lên đi. Đó, mình lên cao là mình không ngắm được. Tiếc quá. Coi kìa. Nè nè nè, trên tay kìa thấy không? Trên tay có hai cái canon nè. Ghê thiệt luôn á. Cái này mà mình biết cách mua bản quyền thì mình sẽ mua để test thử mấy cái kỹ năng coi. Ghiền thiệt luôn á. Quá trời đẹp rồi. Như thiệt luôn, nhất là cái phần đầu á. Hồi nãy nhìn cái đầu hơi bị đẹp, cái đuôi nè. Ui, còn ở phía sau còn có cái giống như là cái jetpack vậy á, để mình bay bay á. Quay coi kìa. Quá đẹp luôn á. 10 điểm cho cái mô hình Godzilla này, không uổng công. Mình nên dành cả buổi trời để mình nghiên cứu và chế tạo ra ha. Quá xứng đáng luôn. Rồi, và chắc bây giờ để thực hiện được cái việc ngắm được con Godzilla mà còn sống á, thì mình phải đi qua thế giới kiến đỏ một lần nữa. Và trước khi đi thì để mình mang theo bộ giáp. Bộ giáp vi sạch. Ý, đâu có con chuồn chuồn trong nhà vậy? Con chuồn chuồn đi lạc trong nhà mình nè. Mình sẽ mang theo bộ giáp của Vision á, để mình có thể dễ dàng đột nhập vô bên trong những cái công trình thôi. Rồi, giờ thì đi tìm cái ổ kiến đỏ nữa nè. Mình nhớ là đâu bên đây sẽ có một cái ổ kiến đỏ. Cái này phải không? Không, cái này là ổ tổ kiến thường, ở đâu bên đây nè. Hôm bữa mình vô rồi. Giờ đợi cho nó xuất hiện cái ha. Rồi chúng ta đi săn tìm quả trứng triệu hồi Godzilla thôi. Chuyện này người chết với ta rồi Godzilla ơi. Mình lại nhớ nhầm rồi, không phải kiến đỏ mà là những cái con kiến unstable. Thế chiến kiến unstable mới đúng nha. nhầm, lộn. Ủa cái tòa tháp này khám phá chưa vậy? Đi vô mới biết được. Ui, nhìn cái đống màn nhện này là hiểu rồi ha. Té thôi. Ừ, đúng là có bộ giáp này tiện thiệt. Đi vô mấy con kia không ai biết gì luôn á. Bây giờ thứ nhất là mình sẽ tìm trứng của con Godzilla ha. Và thứ hai là mình sẽ loot thêm cái bộ giáp Royal. Đây. Bộ giáp Royal Guardian này nè. Bộ giáp màu trắng ha. Nó cũng mạnh cỡ cỡ bộ giáp của nữ hoàng á. Mình sẽ săn tìm hai thứ đó ha. Đấy là mục tiêu của mình. Rồi và đây là cái chỗ gì đây? Ôi trời, chỗ này nhiều bướm bướm vậy. Trời đất ơi, một chỗ không một quá trời bướm bướm luôn. Ui, ngoài bướm bướm ra còn có quái vật nữa. Oh no, có rương luôn kìa. Chết với ta, có rương là xác định với ta. Ui ui, mặc dù tàn hình nhưng mà mấy con này vẫn đánh mình được nha. Hơi nguy hiểm. Rồi, có đồ ăn. Bây giờ tàn hình. Ui, đi. Trời đất ơi, mấy con này nó hung quá. Mình vô mình xin có mấy con cá thôi mà làm gì căng như không biết nữa. Ui trời đất ơi, nó xuất hiện con này mẹ 500 máu. Ui hên lấy, con này là con dạng trung bình thôi, nó còn con 1000 máu nữa. Mình nên né những con đó ra nha, nếu không muốn bị ăn hành sắp mặt. Ghê quá. Ui trời, tối nữa hả? Sao đó nhiều bướm vậy? Ôi trời ơi, sao mà nhiều bướm vậy?
Ui quên đem theo cái giường nữa. Sao quên nhiều thứ vậy ta? Mỗi lần qua bên thế giới này là quên tùm lum tà le. Rồi lại là chỗ có mấy cái con quái vật này nữa nè. Có hương không? Ồ có hương có hương có hương. Cho xin ít đồ ăn mấy mấy cưng ơi. Cái áp gì đây? Ồ áp bướm. Áo bướm bướm. Sea monster. Ui ui đi lẹ nó hung lắm. Xin có mấy cái bộ giáp thôi mà hung dữ. Tới công chuyện với ta như chưa? Bộ giáp bướm bướm này là được à làm từ vảy của cái con bướm chúa. Để ít hôm nữa mình đi săn bướm chúa rồi mình làm ra bộ giáp đó để mình sưu tầm ha. Ồ, ở đây có mấy em gầm con. Nhưng mà có vẻ hôm nay mình không tìm thấy công trình rồi. Ây, buồn vậy. Ê, ở đây có cái ngân hàng sao nè. Nhìn quen lắm. Vô hở. Ồ, đúng rồi, trong ngàn không mà. Nó có đồ gì? Súng. Ui, mấy thứ lặt vặt không à. Và trong đây thì có rất là nhiều robot luôn á. Robot tại quay rồi, mấy cái... Ui da, robot bắn pháo hoa nữa. Ui, trời, hung dữ vậy. Hung hành. À, đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lại là tổ tháp xịn nữa. Ngon lành. Bên đây là tổ tháp không xịn bằng nè. Nó sẽ thấp hơn một xíu ha. Tòa tháp cao như vậy thì thường là tòa tháp xịn. Và mình sẽ đi vô trong luôn. Mình sẽ coi tầng thấp nhất. Ui da. Ui. Những con Hammerhead. Oh shit. Nó hút mình chết không ta? Bây giờ mình phải thay giáp nhanh còn lẹ nha. Gọi thay giáp không? Vô chiến đấu. Thay giáp xong là chiến đấu liền. Mình phải giết lẹ mấy con này không thôi là mệt đó. Mình phải giết thì mới lút đồ được. Đó. Thời tới đỡ không kịp rồi. Tuyệt vời. Mở phát một ra luôn bộ giáp Royal Guardian luôn. Kiếm Royal nữa nè. Quá đã. Yes. Mình đã tìm ra thứ mình một trong hai thứ mình muốn rồi. Quá đã luôn á. Trời đất ơi, bộ giáp kìa. Quá xịn, quá xịn. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại bộ giáp. Chưa, để mình vứt bớt mấy cái thứ không cần thiết đó. Vứt bớt thì mới cởi giáp ra kịp. Ê, no, mình... Ok. Người ta nói có sai đâu. Chậm một giây là đi một mạng. Phải miệng liền vậy đó. Ui, quên, vô đây đập cái lòng liền. Ui da, chưa kịp đập nữa. Chưa kịp đập là mấy cái con Jimmy Bug này nó xuất hiện rồi. Đây là cái tầng để xuất hiện. Mình có thể loot những cái quả trứng á. Bây giờ mình phải tìm ra cái quả trứng tên là triệu hồi Godzilla. Robot Water Dragon Way. Không phải, không có. Có tìm cái nó lẻ mới được. Oh no, gì con này không phải. Phải không ta? Nó kêu mình đừng có triệu hồi nè. Ono, cái con gì tên Ono á. Lisa, con thằng lằn. Không có. Robot Baby Dragon Kyuubi. Ồ. Không có cái quả trứng triệu hồi con Godzilla rồi. Đúng không ta? Godzilla. Nè. Godzilla thì nó sẽ có cái trứng gì luôn ha. Oh no. Buồn vậy trời. Không có thì tòa tháp này nó không có thứ mình cần rồi. Tiếc quá. Thôi giờ để mình ngồi đây rảnh thì mình... thôi chắc đi ra đi. Quýnh ở đây mệt lắm. Tại vì tầm này mình đã có được cái bộ giáp của hoàng gia ở tầng cuối rồi. Nên mình cũng không có mong muốn gì thêm ha. Giờ thì mình sẽ bước lên cái khối dịch chuyển này để mình đi ra ngoài trước đó. Trong đây mệt mỏi quá. Rồi đi ra ngoài. Ui đang ra ngoài cũng nguy hiểm không kém đâu. Cũng quái không á. Rồi thay giáp đi sẵn vô lẹ. Thay vô lẹ. Ê đừng có vứt tầm bậy. Trời đất ơi. Đủ chưa. Hết chuyện đi vứt đồ hoàng gia. Sống nổi với mình không. Áo quần à rồi cái đủ. Đi qua công trình kế bên. Bởi vì lúc mình có đầy đủ quá mình ưa vứt tầm bậy lắm.
hết là mình phát hiện kịp, không thì về nhà là chóng hỏi tại sao mất cái bộ giáp hoàng gia rồi. Ê, cái tình luôn á, bó tay mình luôn. Rồi, đồ đạc cho nó gọn gọn đi đi, để ông hồi vứt tầm bậy nữa. Đó, ngon nghẻ lại đó. Rồi, đi vô trong đây để kiểm tra coi. Coi tầng dưới này nó có đồ xịn không. Ui, tầng này là châm bị bất luôn à. Vậy là tầng trên này sẽ tầng cái rơi ra quả trứng á. Ui trời ơi, nó hút mình lên trên luôn à. Ghê thiệt. Mình phải thay giáp cho lẹ lẹ nha, không là không kịp á. Là chết chết giống nhiều nãy đó, không dẫn chơi đâu. Mấy con này ghê lắm, giáp mình gần hư rồi. Ủa? Ủa cái tầng này. À vậy là tầng chợt mới là tầng có. Có cái quả trứng hả? Ồ. Hamet không có, không có. Không có Godzilla. Ui giời ơi, không có luôn. Vẫn không có. Đi ra đi mấy con này. Cái tầng quả, cái gương cuối cùng. Godzilla. Ui không có luôn. Xui rồi. Hai tòa tháp mà không có rồi. Ok, lấy mấy cái vàng xả xui đi. Thiệt tình luôn á. Su cà na luôn. Thôi, mình có được một thứ rồi. Để mình thử mình đi vài vòng nữa coi coi mình có gặp thêm tòa tháp nào giống giống gì không á. Mình vô mình lướt thử. Chứ mình lỡ qua đây là mất công lắm. Túm cái quần lại, trong ngày hôm nay thì mình đã có được một bộ giáp của chiến binh hoàng gia, kèm theo đó là cái kiếm hoàng gia luôn á. Mua 1 tặng 1. Đồng thời thì mình cũng đã hoàn thành xong cái dự án ấp ủ từ mấy tập trước luôn á. Đó chính là mô hình của Mecha Godzilla. Và với mô hình này thì mình đánh giá là một trong những mô hình mà cực kỳ đẹp luôn. Rồi, và hy vọng mình sẽ sớm tìm được cái quả trứng của Godzilla nữa để mình solo với nó. Quan trọng là cái mạng solo của mình với con Godzilla kìa. Và thời gian sẽ trả lời cái câu hỏi đó sớm thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyện khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.